Biết chị là một diễn viên nhưng mà đây là lần đầu tiên chị làm đạo diễn. Thì làm sản xuất thì chị có chia sẻ gì khi mà chị đứng ở vai trò đạo diễn của sản xuất lần đầu tiên? Ok, thì đây là lần đầu tiên Vi đóng vai trò sản xuất. Thì trước đây Vi cũng đã thử sức với một phim ngắn rồi, và bây giờ là một cái phim nhựa. Thật ra cũng không phải một mình Vi mà cũng có chị Trần Vân Anh giúp Vi điều hành sản xuất, thì và tất cả các bạn nữa. Vi chỉ là người đứng lại nói kết tất cả mọi người lại với nhau thôi. Và sau khi phim xong thì Vi chịu trách nhiệm chính về giống như là dựng phim rồi lo lắng những cái công việc về sản xuất cùng với lại bên phát hành. Thì có rất là nhiều những khó khăn và rất là nhiều bài học cho Vi, kinh nghiệm cho Vi, và Vi tin rằng phim sau Vi sẽ làm tốt hơn và tiết kiệm được nhiều chi phí hơn. Theo như cái thể loại của bộ phim đó thì chị có nghĩ là bộ phim mình sẽ đến với cái lứa tuổi trẻ nhiều hơn không? Vi nghĩ là những bạn trẻ xem thì sẽ thấy một phần của mình ở trong đó. Có những sự do dự của tuổi trẻ, có những sự sợ hãi của tuổi trẻ, và có những sự lo âu mông lung khi mà mình còn trẻ và mình không có có những sự mông lung mà khi mà mình không có biết được là những cái gì mình làm thì nó sẽ có kết quả hay không. Thì trong phim Vi sẽ có những cái điều đó, và Vi tin rằng các bạn trẻ sẽ thích. Trong lúc mà sản xuất bộ phim á, chị có cái kỷ niệm nào đáng nhớ? Hôm nay thì tất cả mọi người đều hỏi Vi là có kỷ niệm nào đáng nhớ hay không. Thật ra thì Vi nhớ tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu casting cho đến buổi premiere ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện đều đáng nhớ đối với Vi, bởi vì đó đều là những bài học rất quý giá mà không phải là ai cũng có thể trải qua trong đời. Cho nên nếu hỏi như vậy Vi cũng không biết trả lời như thế nào. Hy vọng là chương trình mình cho Vi một buổi nữa để Vi ngồi Vi nói hết tất cả những kỷ niệm đó thì may ra mới đủ. Tụi em cũng xin chúc bộ phim của chị thành công thời gian sắp tới, cũng như là đến với các bạn khán giả trẻ nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Ta sẽ cảm thấy rất là thân thiết với những ai cũng sẽ có một người bạn thân của mình, đúng không ạ? Và đây chính là bốn người bạn thân cùng nhau trong bộ phim Đời cho ta bao lần đôi mươi. Và tối ngày hôm nay chắc chắn sự thành công của bộ phim này không thể không kể đến với âm nhạc của bộ phim. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện từ bộ phim này thì ngay bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón sự xuất hiện của giọng ca Ngọc Minh Idol với ca khúc Còn Đẹp. Một trong những lớn cho Ngọc Minh Idol. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Minh được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Mẹ và lo âu đè nặng
của Minh là Văn Anh, Quý Vi sẽ luôn luôn thành công trên cái con đường được lựa chọn. Lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Một đám tay lớn nhất là tiếng Ngô Vi. Thank you anh. Bây giờ xin chắc rằng đây sẽ là một bản hit tiếp theo trong việc phát triển chương trình ở tương lai. Và bài hát vừa rồi khá là bắt tai đúng không ạ? Và đây cũng là một điều tò mò về bộ phim này rồi. Không biết là từ đầu chương trình tới bây giờ khi mà đến đây các mọi người đã có những cái bức hình selfie cùng với nhau chưa ạ? Nếu mà có rồi thì hy vọng rằng mọi người sẽ ghi lại kỷ niệm này trên Facebook của mình. Và nhớ hashtag ủng hộ cho bộ phim quý vị nhé. Với hashtag là đời cho ta bao lần đôi mươi để ủng hộ cho cộng đôi Lê Lê và Tú Vi. Còn ngay bây giờ đây thì Mỹ Sù sẽ tóm tắt một chút xíu về cái nội dung này cho tất cả quý vị cùng được biết và giới thiệu với tất cả quý vị những nhân vật trong phim. Chúng ta có thể nhận thấy rất là quen thuộc trên poster có bốn nhân vật diễn viên. Đầu tiên sẽ được giới thiệu diễn viên Quỳnh Anh Chi vào vai Mỹ Phương, Lê Văn Anh vào vai Thanh Tư, Băng Chi vào vai Lan Anh và Tú Vi vào vai Đức Châu. Họ đã ở bên nhau từ thời ấu thơ cho tới khi lớn lên luôn. Và tuy nhiên trong cuộc sống thì Thanh Tư, Lan Anh và Đức Châu đều có một cuộc sống khá là bằng phẳng và sung túc cùng với những mối tình rất là đẹp của bản thân mình. Nhưng bên cạnh đó, Mỹ Phương của chúng ta thì lại kém may mắn hơn, sở hữu cái ngoại hình thì không có được xinh đẹp và gặp rất là nhiều trắc trở trong cuộc sống. Sau khi mà bị những người bạn thân của mình xúi dại để đi gặp gỡ rất là nhiều những chàng trai khác nhau thì đến với chàng trai thứ 100. Và rồi không biết ở đây có quý vị nào mà hẹn hò 100 người chưa? Nhưng trong phim này chàng trai thứ 100 cũng xuất hiện, đó chính là chàng xếp diễn trai Hoàng Tú do diễn viên Trần Trung. Thế nhưng chàng trai này cũng từ chối luôn. Trời đất ơi, mặt để làm sao? Thế là cô ấy lang thang ở trên đường. Hy vọng là sẽ có một cái tiếng sét ái tình tiếp theo xuất hiện. Thế nhưng tiếng sét ái tình không xuất hiện, nhưng sét thiệu đánh cái đường cổ té xỉu luôn. Sau đó tỉnh dậy và tất cả cuộc sống của cô ấy đều thay đổi một cách rất là bất ngờ và thú vị. Và cái phần sau thì mình sẽ để tất cả mọi người khám phá vào đoạn cái phim của chúng ta ở bên chút nữa. Còn ngay bây giờ, mọi người đã sẵn sàng gặp gỡ những nhân vật chính của chúng tôi trên sân khấu này chưa? Sẵn sàng chưa? Và bây giờ, một tràng hoan hô thật lớn để mời lên sân khấu những nhân vật rất quan trọng trong bộ phim này. Xin được mời Lê Văn Anh và Tú Vi. Tiếp theo xin được mời diễn viên Băng Chi. Băng Chi đây à? Oh wow, con em rất là nổi bật đó. Và cuối cùng đó chính là diễn viên Quỳnh Anh Chi. Dạ, Quỳnh Anh Chi rồi. Quyền xin là có một chiếc công tác của các bạn thì được phương tiện hôm nay thứ ba diễn viên không? Dạ, một cảm ơn tất cả ba diễn viên của chúng ta được không ạ? À? Nhưng mà bên cạnh đó mình thấy là có một cái bức hình ở đây. Dạ, ở đây là... có thể nào nhờ một bạn bên chương trình giúp mình xuống đem lên được không? Mình xuống thấy cũng có sự chuẩn bị đó. Và đây chính là sự xuất hiện của diễn viên Quỳnh Anh Chi. Trời đất ơi! Sao kỳ quá, trong phim tôi xấu được mà bây giờ đi ra mắt bộ phim này cũng còn ha, chơi xấu người ta đúng là bạn xấu mà, nhưng mà rất là thân với chơi vậy đúng không ạ? Vâng, hồi nãy Mỹ Sù có tâm sự với tất cả mọi người, có một nhân vật nữa là cái người thứ 100 của cô nàng Quỳnh Anh Chi này. Xin được giới thiệu với sân khấu diễn viên Trần Trung ạ. Xin được mời diễn viên Trần Trung ạ. Wow, mọi trẻ rất là điện trai thì không này ở đây. Dạ, xin mời. Đó, đứng bên cạnh luôn, người thứ 100 của cô ấy. Và có rất là nhiều những gương mặt diễn viên khách mời tham gia cho bộ phim này. Và ngày hôm nay tất cả chúng ta được chào đón Will nữa. Đây là người yêu cũ của mình là Xuyên đúng không? Ông thấy nhưng mà hôm nay Will cũng sẽ không tham gia với tất cả chúng ta. À, chắc là hai người này hẹn hò nhau rồi mọi người. Em không chắc lắm đâu, là chúng ta sẽ hiểu rõ sau khi mà ngày hôm nay kết thúc. Còn bây giờ thì chắc chắn là Mỹ Sù muốn lắng nghe cảm xúc cũng như là những sự chia sẻ từ đại diện nhà sản xuất bộ phim này. Xin được mời Tú Vi. Alo. Vi xin kính chào tất cả các quý khách đã dành thời gian của mình để đến với Vi trong buổi họp báo ngày hôm nay. Hồi nãy khi mà Minh Xu nói là nhà sản xuất thì Vi có quay dựng lại, thôi bị chưa quen với thương hiệu này lắm. Yeah. Đúng một năm sau thì là ngày quay thứ ba của bộ phim, và thêm một năm
và bộ phim này thì được làm bởi những người bạn, bởi vì tất cả các ekip hoặc là diễn viên hoặc là đạo diễn, cho đạo diễn đều là những người rất là thân với nhau. Tuy thì thật sự là phải nói mình có phải là tài lỗi, cho nên là phải trông chờ chính xác của mọi người, và rất vui là được sự ủng hộ và cảm thấy rất là tốt của tất cả mọi người ngày đó ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người xem phim và thích nó. Dạ, xin được cảm ơn Tuấn Minh và cảm ơn đây như mấy được không ạ? Có một vai trò rất là mới và rất là thẳng ký đây. Cái sự tin rằng là sẽ rất là khó khăn cho Tuấn Minh. Thế nhưng là hy vọng rằng với sự nắm mắt ngày hôm nay thì bộ phim này sẽ rất là thành công và được tất cả quý vị khán giả yêu mến. Tiếp theo bây giờ xin được hỏi anh Lê Văn Anh ạ. Nghe hả? Dạ, bao giờ lên hẹn mẹ quá. Anh có bạn thơ không? Có chứ. Bao nhiêu năm? Anh có một vài người bạn thân tính đến thời điểm này chắc là hơn 20 năm. 20 năm? Hơn 20 năm. Anh có nói chuyện với em không vậy? Em không có dối. Em tạm thời tin anh. Dạ. Vì sao bạn thân với những bạn người kia đây? Từ nhỏ đã học trong một môi trường chuyên nghiệp và có những người bạn đào tạo cũng không được ngắn lắm, đó là ít nhất là từ 15 năm. Wow. Cho nên là những người bạn của anh em chơi từ hồi đó đến giờ là ít nhất là 15 năm. Wow. Và sau khi chơi với nhau thì một nhóm bạn rồi thì học xong thì quay ra trường thì bây giờ vẫn còn chơi với nhau, cho nên tính ra là hơn 20 năm. Dạ vâng. Và anh đã bao giờ làm lỗi làm gì đó với bản thân của mình chưa? Ngày hôm nay cũng tội đi anh. Lỗi là với bản thân thế này. Có chứ, làm sao không có được. Thúng tội đi, bây giờ thúng tội đi. Trước tòa đây, tất cả mọi người sẽ là nhân chứng cho anh. Thực ra thì thằng bản thân đó nó cũng biết cái tội đó rồi, bởi vì chính nó cũng bị lừa theo anh ấy, nó nói nó cũng biết. Đó là vào một đêm mưa gió, anh ấy còn một thằng bản thân khác không ngủ được. Và thằng bản thân kia đang ngủ với con. Thì 2-3 giờ sáng, hai thằng bản thân không ngủ được, ngồi uống trà. Không biết chọn nhà mình, kêu bạn hết tất cả đồng hồ 7 giờ sáng. Ê ôi, trong một đêm trời mưa. Và đập thằng kia dậy tập thể dục. Ê ôi. Và một thằng đập thằng kia, và con anh đang ở trong đẻ. Thằng kia dậy lúc đi, gần 7 giờ sáng rồi. Nó hỏi một sao trời 7 giờ sáng mà tối. Em mưa, thằng kia dậy. Con dậy, trốn dậy để đi hôn, đi hôn tập. Nó bác vào hôn xong rồi. Tự nhiên có một cái đồng hồ nhỏ ở trên cái nhà máy nhà hiện lúc 7 giờ mấy. Nó phát hiện ra đúng không ạ? Từ đó giờ nó vẫn nhớ thù đúng không ạ? Sau cái buổi đó xong vẫn còn chơi với nhau? Vẫn chơi. May quá, phụ này hơi nhẹ đó. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta đều nhớ những cái kỷ niệm này đúng không? Còn em có thể gửi lời chào đến với tất cả mọi người và chia sẻ một cái điều mà tâm đắc nhất về vai diễn của mình trong bộ phim này không? Lời đầu tiên cho phép anh gửi lời chào đến tất cả mọi người đã có mặt trong buổi công chiếu bộ phim để chúng ta lên đường lên ngày hôm nay ạ. Đây là lần đầu tiên mà anh đi tham gia một dự án